Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Fred như Chảnh. Và mình là Chảnh. Hôm nay thì mình sẽ làm một series, một chuỗi những video về túi thực tháo thần thánh mà mình đang cầm trên tay này. Thì sau gần 7 tháng mà mình đã gắn bó với túi thực tháo thì mình đã nhận được những cái thành quả rất là tích cực về sức khỏe cũng như tâm trí, và những cái rắc rối khác trong cuộc sống của mình thì đều được gỡ rối. Vậy cho nên bây giờ mình đã không còn ngần ngại nữa, mà mình đã có đủ kiến thức cũng như là những trải nghiệm để có thể giới thiệu với mọi người một cách khá là chi tiết, để có thể một phần nào đó truyền cảm hứng cũng như là những sự tự tin hơn để mọi người có thể sử dụng túi thực tháo này cải thiện sức khỏe của mình cũng như là cho người thân của chúng mình nhá. Ok. Và chuỗi series này sẽ gồm 3 video. Video thứ nhất mình sẽ giới thiệu tổng quan về túi thực tháo cũng như cách lắp đặt và cách dùng, những cái công dụng của từng bộ phận thì như thế nào, mình sẽ giới thiệu kỹ để cho mọi người nắm được nhá. Video thứ hai thì mình sẽ hướng dẫn những người mới bắt đầu sử dụng túi thực tháo này và cách vệ sinh. Video thứ ba thì mình sẽ giới thiệu những cái mẹo mà mình đã áp dụng và những cái cách mà những người dành cho những người level cao hơn. Ok, vậy chúng ta sẽ đi thôi nha. Bắt đầu. Và trước tiên thì mình xin nhấn mạnh rằng mình sẽ không trả lời những câu hỏi như làm túi thực tháo này là đúng hay sai. Mình sẽ không phân tích nó là đúng hay sai và nó có tốt hay không tốt, hoặc là những cái cơ sở khoa học. Những cái điều này nó không phải là vô căn cứ hoặc là không có khoa học. Nhưng mà mình không phải là một chuyên gia nên mình sẽ khó có thể lý giải thế nào để cho nó thật là hệ thống và chi tiết. Vậy nên mình sẽ để link ở phía dưới cho mọi người tham khảo những cái tư liệu, những cái sách mà nó có căn cứ, mà nó đã giúp mình có nhiều cái kiến thức để có thể vững tin thực hành đến hiện tại. Ok, mình sẽ để link phía dưới mà mọi người hãy chủ động tìm kiếm, chủ động học hỏi để có thể vững tâm hơn, đi theo con đường mới tự chữa lành. Yeah, bắt đầu thôi. Với video đầu tiên này thì mình sẽ giới thiệu chi tiết về những cái bộ phận trên túi thực tháo này và cái cách mà lắp đặt. Ok. Với túi thực tháo thì nó sẽ rất là đơn giản thôi. Nó sẽ có một bình chứa, đây gọi là túi thực tháo. Thì mỗi túi này sẽ chứa được hơn 2 lít. Nhưng mà mỗi lần thì chúng ta sẽ chỉ cho vào 2 lít nước thôi. Và đó là lượng nước phù hợp để cho vào cơ thể và cho đại tràng của chúng ta. Có rất nhiều bạn hỏi mình là thấy mình đang làm một ngày mình làm 10 lít thì làm sao mà cho vào được 200ml mà mọi người còn chưa vào được, thì làm sao mà 10 lít. Thì mọi người hỏi những câu đấy mình rất là buồn cười, nhưng mà cũng rất là dễ hiểu thôi khi mà mọi người chưa tìm hiểu kỹ. Thì mỗi lần mình sẽ cho vào là 2 lít thì tổng 5 lần. Sau 5 lần thì mình sẽ cho vào được 10 lít để rửa sạch đại tràng của mình. Nó có cái mắc như này. Móc này thì chúng ta sẽ để treo lên những cái cao hơn để có thể cho nước ra chảy xuống dễ dàng, giống như truyền ống ở bệnh viện vậy đó. Thì đây sẽ là ống dẫn để cho dẫn nước vào cơ thể của chúng ta. Đây là đầu, đây là cái vòi để van, gọi là van. Thì chúng ta sẽ mở ra cho nước vào cơ thể và đóng lại khi đã xong, hoặc là muốn đi vệ sinh mà chưa hết 2 lít. Còn đây sẽ là ống để cho vào hậu môn. Mọi người rất là sợ cái những cái như này đúng không? Nhưng mà nó có 3 đầu, 3 loại. Thì một loại silicone nhựa, nó chỉ có một lỗ. Cái đó thì sẽ cho người mới. Và đến như mình hiện tại thì mình sẽ dùng cái này. Nó có rất là nhiều lỗ ở xung quanh. Có thứ 3 thì là nó sẽ không có, có chỉ một lỗ duy nhất và rất là to. Mình thấy đến hiện tại mình có thể dùng cái đó và mình cảm thấy rất là sướng. Thì đó, những cái này thì mọi người rất là sợ, nhưng mà mình thấy rằng là khi mọi người đi vệ sinh thì cái cục phân nó còn to hơn rất nhiều so với cái đầu này. Thì lý do gì mà mọi người lại thấy nó đau, mọi người lấy nó đau? Mới đầu thì mình cũng sẽ nghĩ thế thôi, nhưng mà thực sự thì khi mà mọi người biết cách thì và đủ cái kiến thức thì mọi người sẽ biết là làm cái này để làm gì và sẽ giúp cơ thể của chúng ta khỏe mạnh như thế nào, thì mọi người sẽ vững tin hơn và mạnh dạn hơn để thử. Sau khi thử rồi thì đừng nhắn cho mình là các bạn đang nghiện nha. Mình không biết cai nghiện cho các bạn thế nào đâu. Chính mình cũng đang nghiện nó rồi. Ok. Và bây giờ lắp đặt nha. Lắp đặt thì sẽ có đầu này.
Đó, đầu này thì sẽ cho vào hai cái lỗ này để treo lên đúng không? Đó, khi mà mọi người thấy một cái đầu như này thì mọi người sẽ cho vào đây. Cho vô. Đó, đầu đấy cái khắc này là ok này. Rồi, tiếp đến là một đoạn dây dài này đúng không? Đây là van. Đó, giới thiệu lại nha. Đây là đóng, khi mà không có mũi tên tức là đóng. Và có mũi tên thì tức là mở. Đó, mở. Đang mở, đang cho nước vào. Còn đây là đóng. Rồi, thì chúng ta sẽ cho cái đầu này vô. Đó, đến cái khắc này sẽ là được. Đây cũng vậy. Và cái phần cuối này thì chúng ta sẽ cho đầu. Tùy vào những cái mức độ mọi người đã thực hành thì mọi người sẽ chọn đồng nào cho nó dễ chịu với bản thân mình nhé. Rồi, thì tổng quan lại, chúng ta đã biết về túi thu tháo rồi. Thì bây giờ mình đã xong video thứ nhất. Và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Và mình là Tranh, chúc các bạn nhé. Bye bye.